bất ổn chính trị, kinh tế Việt Nam mất nhiều tỷ đô la viện trợ, chăm dâu đổ đầu dân. Liên quan đến những biến động bất thường của chính trị Việt Nam, theo giới phân tích, việc bà Trương Thị Mai buộc phải ra đi đã tạo thêm áp lực khiến ông Tô Lâm phải rời Bộ Công an để ngồi ghế Chủ tịch nước. Điều này sẽ làm tăng cơ hội để ông Trọng ngồi lại làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp, điều chưa từng có trong tiền lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng chú ý, việc bổ nhiệm Đại tướng Lương Cường làm Thường trực Ban Bí thư được đánh giá là động thái khôn ngoan và cần thiết của Tổng Trọng để điều chỉnh cán cân quyền lực giữa hai nhóm lãnh đạo công an và quân đội. Điều đó cho thấy tình trạng mất đoàn kết trầm kha trong bộ máy lãnh đạo của Việt Nam khó có thể chấm dứt. Hãng tin quốc tế đưa tin về việc Việt Nam mất viện trợ nước ngoài hàng tỷ đô la về ảnh hưởng từ chống tham nhũng. Lâu nay, tâm lý nói chung của những người quan tâm đến chính trị ở Việt Nam đều nghĩ rằng thằng nào lên lãnh đạo thì cũng như thế mà thôi. Người dân vẫn phải còng lưng đóng thuế, còn lãnh đạo thì vẫn bòn rút ngân sách của nhà nước, chia chác để làm giàu cho nhau. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy những suy nghĩ đó dường như không đúng nữa. Một bản tin độc quyền của hãng thông tấn quốc tế cho biết Việt Nam bị mất hàng tỷ đô la tiền viện trợ nước ngoài trong bối cảnh bộ máy đóng băng vì chống tham nhũng. Bản tin cho biết nhà nước Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ đô la tiền tài trợ từ nước ngoài trong vòng 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ đô la nữa do bộ máy hành chính công bị tê liệt. Bản tin này dẫn nguồn từ các báo cáo của Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ nước ngoài gửi cho Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 17 tháng 3 mà hãng tin này được tiếp cận. Báo cáo nêu rõ ước chừng 1 tỷ đô la từ các quỹ phát triển đang chờ được chuẩn thuận và 2,5 tỷ đô la đã phải trả lại do hết thời hạn tài trợ. Những con số này tương đương gần 1% tổng sản phẩm nội địa GDP của Việt Nam. Nguồn tài trợ hết hạn như việc kể trên có thể làm chậm các dự án cần thiết phục vụ cho chương trình nâng cấp cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu ở Việt Nam. Theo đó, đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị đã rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị chưa từng có trong 2 năm qua với hàng ngàn quan chức và giám đốc điều hành các doanh nghiệp bị truy tố trong một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, dẫn đến việc hai chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội phải từ chức. Thủ tướng của Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, đấu đá nội bộ thượng tầng ở Việt Nam đã làm chậm đáng kể hoạt động điều hành, trì hoãn việc phê duyệt các dự án và găm giữ hàng tỷ đô la trong các quỹ công của nhà nước và nước ngoài, khiến nhà đầu tư nước ngoài rất lo lắng. Theo giới quan sát, những điều vừa kể trên đã chịu tác động lớn từ cái gọi là công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công cuộc này đã và đang tạo ra một dạng tê liệt. Vì giới chức lãnh đạo thuộc chính phủ sợ trách nhiệm nên đã chậm hoặc không dám phê duyệt các hồ sơ dự án cũng như các khoản cần phải giải ngân. Họ lo sợ phạm phải những quy định liên quan đến công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dựng ra. Một bản tin khác của hãng tin quốc tế trên cũng cho hay những xáo trộn chưa từng thấy trong nội bộ thượng tầng của lãnh đạo Việt Nam đang ảnh hưởng đến môi trường đầu tư cụ thể. Kể từ năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán đi gần 2 tỷ đô la chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cho dù chỉ số của thị trường chứng khoán lớn nhất Việt Nam đã tăng 22% từ năm 2023. Cán bộ lãnh đạo Việt Nam lũ lượt kéo nhau ra tòa và vào tù do chống tham nhũng. Vẫn theo hãng nêu trên, không nơi nào mà sự lo lắng của người nước ngoài thì hiện rõ như ở thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, là điểm giao dịch lớn nhất ở Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm gần 2 tỷ đô la đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán chính của Việt Nam kể từ đầu năm 2023, bất chấp mức tăng khả quan của thị trường, với dòng vốn rút ra lớn nhất được ghi nhận trong những tuần biến động chính trị trong thời gian gần đây. Dữ liệu từ thị trường chứng khoán cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã cắt giảm đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời với việc bán cổ phiếu, quỹ đầu tư và trái phiếu trị giá khoảng 2 tỷ đô la trong cùng kỳ. Doanh số bán vượt quá lượng mua vào, trùng khớp với khoảng thời gian có những tin tức chính trị tồi tệ. Như vậy, rất rõ ràng, việc đấu đá ở thượng tầng chính trị đã ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế, và theo vòng xoáy của nền kinh tế vận hành, điều này rồi sẽ ảnh hưởng đến từng người dân như khả năng tìm kiếm việc làm, thu nhập cũng như các dịch vụ phúc lợi khác. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bất ổn chính trị, kinh tế Việt Nam mất nhiều tỷ viện trợ, chăm dầu đổ đầu dân. Vì sao quyền lực của Tô Đại vừa suy yếu, Lê Thanh Hải lập tức thoát truy tố?
Qua nhiều năm qua, kể từ năm 2020 đến nay, những sai phạm tày đình của ông Lê Thanh Hải tưởng chừng đã bị quên lãng, và ông Hải tưởng đã hạ cánh an toàn. Vậy mà đột nhiên ông lại bị nhắc tên. Cách đấy ít lâu, cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam trên thượng tầng do Bộ trưởng Tô Lâm chỉ huy đã trở nên rất quyết liệt. Vào thời điểm đó, công luận và giới phân tích cho rằng ông trùm Lê Thanh Hải có khả năng cao, có thể gặp rắc rối rất lớn. Ông Lê Thanh Hải là một trùm tham nhũng khét tiếng tại Việt Nam. Tại kỳ họp lần thứ 41 diễn ra vào các ngày 6 và 7 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị kỷ luật cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Thanh Hải cùng hai chủ tịch thành phố là ông Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thanh Phong vì vi phạm nguyên tắc quy định trong các dự án tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC thực hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Tô Lâm thể hiện một sự suy yếu quyền lực một cách mau chóng. Dường như ông bị các phe phái trong Đảng hợp sức rút phép thông công để hạn chế quyền lực và mất khả năng trong việc tiếp tục loại bỏ các quan chức cấp cao tham nhũng liên quan đến những sai phạm của ông Lê Thanh Hải. Theo giới quan sát, việc lật lại những sai phạm cũ và mới của ông Hải, Bộ trưởng Tô Lâm hướng tới những kẻ bảo trợ về mặt chính trị cho tập đoàn tham nhũng này. Cụ thể, mục tiêu quan trọng nhất thúc đẩy ông Tô Lâm cho lật lại hồ sơ để làm rõ những ai là kẻ chống lưng và nhận tiền của ông Lê Thanh Hải. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13 vào ngày 16 tháng 5, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Lê Thanh Hải. Điều này hoàn toàn khác với các nhận định của công luận trước đây trên mạng xã hội. Số đông cho rằng lãnh đạo Đảng đã không khai trừ Đảng để tạo tiền đề cho việc khởi tố bắt giam ông Lê Thanh Hải. Dư luận mong đợi như vậy, mà giờ chỉ dơ cao đánh khẽ như trước đây. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Đại tướng Tô Lâm là một người đầy quyền lực, đã đốn ngã nhiều trụ của Việt Nam. Số đông đã thất vọng và đặt câu hỏi, sâu chúa Lê Thanh Hải đã nhờ phép màu nào để mà thoát tội? Bởi với mức án kỷ luật khôi hài như trên, chắc chắn ông Hải sẽ không bị khởi tố. Ông đã có thể an tâm hưởng thụ tuổi già với khối tài sản tham nhũng ăn cả mấy chục đời con cháu không hết. Đài BBC Việt ngữ cũng đưa ra một đánh giá đáng chú ý như sau. Theo khoản 9 điều 2 quy định 69 vào năm 2022, quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật đảng viên. Đảng viên sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng khi vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, việc ông Hải chỉ bị cách chức mà không bị khai trừ có thể hiểu rằng Đảng đã đánh giá những sai lầm của ông Hải không tới mức xét xử hình sự. Theo giới quan sát, đó chính là sự đảo ngược kỳ vọng của công luận. Điều này có liên quan gì đến sự suy yếu quyền lực của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hay không? Và câu trả lời được cho là nếu như việc xử lý ông Lê Thanh Hải là quyết tâm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thì một khi ông Tô Lâm thất thế, tất nhiên ông Hải sẽ thoát tội. Thế lực chống lưng cho Lê Thanh Hải trong những ngày vừa qua đã lo ngày ngáy, ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu bắt Lê Thanh Hải lên một con đường cùng, ông Hải có thể sẽ khai ra tất cả về việc đã đưa tiền cho những lãnh đạo cấp cao nào, thì có mà chết tất cả lũ. Đó là chưa nói đến hai vụ án mới bị phanh phui gần đây là Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan và vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Xử lý bằng cách dơ cao đánh khẽ để ông Hải thoát tội là đúng quy trình. Các nhân vật Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng được cho là có liên đới trách nhiệm với Lê Thanh Hải. Vào tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Hải. Đây là một hình thức kỷ luật kỳ quái là đặc sản của Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng được tung ra. Trên thế giới, không quốc gia nào đã đi cách một chức vụ mà đương sự không còn giữ nữa. Biện pháp kỷ luật này đã bị công luận coi là trò hề, là dơ cao đánh khẽ và thể hiện sự bao che dung túng của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với ông Lê Thanh Hải. Một khả năng khác, các phe cánh bảo kê về mặt chính trị cho Lê Thanh Hải đã hợp sức quật ngược Tô Lâm. Đây là biện pháp ngăn chặn không cho Bộ Công an lật lại hồ sơ đen để làm rõ những ai là những kẻ chống lưng cho Lê Thanh Hải. Trước đây, Thanh tra Chính phủ đã phát giác Lê Thanh Hải và Ban lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, đồng thời kiến nghị thu hồi xử lý tới 135.000 tỷ đồng và yêu cầu thu hồi hơn 900 hectare đất. Nhưng cuối cùng, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã chứng tỏ ông ta là một nhân vật bất khả xâm phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao quyền lực Tô Lâm vừa suy yếu, Lê Thanh Hải lập tức thoát truy tố. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de